Em chào mừng toàn thể anh em đã đến với cửa hàng Anh Tùng Audio. Và hôm nay thì chúng em tiếp tục lên sóng mẫu sản phẩm lâng tiếng cao cấp của nhà Debotic, phiên bản DAC6S. Em này thì quá hot rồi, đúng là một trong phiên bản lâng tiếng cao cấp đứng top 1 tại trường âm thanh thời hiện tại. Đấy, mang đến cho anh em một chế độ âm thanh tiếng nhạc bát trung chét tách bạch, sôi động, chuyên nghiệp và chỉnh âm thanh rất dễ dàng. Lâng tiếng có tác dụng là hỗ trợ cải thiện âm thanh tiếng nhạc và đồng thời cũng có thể nâng được cả tiếng mic nữa. Khi các anh em ghép lâng tiếng vào dàn máy âm thanh gia đình, nó sẽ đẩy cái âm thanh của cái bộ dàn máy âm thanh gia đình của anh em lên cái tầm cao hơn, tiếng nhạc ra sáng sách, âm thanh bát chép tách đạch và rất là chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì mời các anh em cùng kiểm tra và trải nghiệm chất âm lại một lần nữa với một sản phẩm lâng tiếng rất là hot thị trường âm thanh. Cái phiên bản này cũng không còn gì xa lạ nữa cả, đúng không ạ? Những anh em mà đã từng tìm mua những sản phẩm lâng tiếng cao cấp chắc hẳn cũng đã từng được nghe ít nhất là một vài đơn vị họ giới thiệu và quảng cáo với mỗi sản phẩm Debotic rồi, DAC6S rồi, đúng không ạ? Và quả thật đây là cái phiên bản lâng tiếng quá là chất lượng mà được rất nhiều anh em quan tâm cũng như là lựa chọn như là sử dụng. Em Tùng Audio thì hiện nay em về thêm lô hàng mới phục vụ các bác. Trong ngày vừa qua thì em cũng làm rất nhiều video clip của dòng này rồi. Có những bác thì vẫn muốn làm thêm nhiều hơn nữa, có gửi yêu cầu với em. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên sóng phục vụ các bác phần dòng sản phẩm lâng tiếng DAC6S. Và cái cách thức sử dụng em này cũng tương đối đơn giản, không có gì khó khăn cả. Nhiều khi là em cũng không cần phải hướng dẫn, như là các bác nhận hàng về là em thấy là rất nhiều bác sử dụng được ngay. Bởi vì lâng tiếng thì có các phím siết áp rất đơn giản thôi, có ký hiệu sẵn rồi. Các bác chỉ cần thao tác vặn cho em các phím siết áp ở bên hai loa, với loa trái loa phải đây. Bên này là bên tay phải dành cho loa phải, bên này dành cho tay trái là loa bên trái. Và chúng ta chỉnh âm thanh qua các phím siết áp bao gồm dạy bát, phím đầu tiên, dạy lời, phím thứ hai, chế độ nhạc, phím thứ ba và cuối cùng là giải chép. Đây, các bác nhớ cho em bốn định nghĩa rất đơn giản: bát, tiếng, chế độ nhạc và chép. Đấy, cho loa trái bên góc tay phải cũng tương tự như vậy, giải bát, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. Và có rất nhiều bác hỏi em là cái chế độ nhạc là như thế nào, thì có thể là bát trung chép thì các anh em cũng rất là am hiểu rồi, cũng rất là quen rồi. Có mỗi cái giải chế độ nhạc thì nhiều khi các anh em cũng chưa biết, thì ở đây em xin nhấn mạnh lại một nữa, cái chế độ nhạc này cũng rất đơn giản. Các bác hiểu cho em hai định nghĩa cơ bản như này: cái chế độ nhạc là thường thường anh em sẽ đẩy cái dải âm chìm lên, hoặc là đẩy cái dải âm thanh tiếng leng keng tí tách nghe nó sôi động hơn khi mà đang nghe nhạc. Thì có hai thể loại nhạc các anh em sử dụng thường xuyên, đó chính là nhạc classic cổ điển, tức là cái nhạc vàng nhẹ nhàng, nhạc thông dụng, nhạc euro, nhạc vàng nhẹ nhàng chúng ta hay thường nghe đấy. Và một cái chế độ nhạc nữa là nhạc remix, nhạc đan ke, tức là nhạc sôi động luôn, top remix, những cái bản nhạc mà cái âm thanh sôi động nhiều hơn thì chúng ta sẽ sử dụng bên góc tay phải cho chế độ nhạc pop. Đấy, đồng thời kích hoạt cái để giải âm thanh đang cách tí tách, đợt đẩy lên cao hơn. Và khi chúng ta vặn về chế độ nhạc classic, nhạc cổ điển thì âm chìm nó sẽ giảm đi, chúng ta sẽ nghe giải âm thanh bát chép, giải lời, giải chép thôi, để nghe những cái thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc puro, nhạc nhẹ nhàng. Đấy, còn nếu anh em mình muốn thêm cái giải đang cách tí tách thì chúng ta vặn lên tay phải để cái âm thanh nó có cái giai điệu nhiều hơn, cái giải âm chìm được đẩy lên cao hơn. Đấy, và đó là cái công dụng của chế độ nhạc. Và giải chép thì nó nằm ở phía cuối cùng đấy các bác nhá. Lưu ý cho em, bên cạnh chế độ nhạc, cái tiếng chép này thì tùy thuộc vào dàn máy âm thanh các bác nghe muốn thêm nhiều chép hơn. Nhiều khi những cái quả loa của anh em nó quá nhiều giải bát, tiếng nó tối, chúng ta muốn âm thanh nó sáng, tiếng chép hơn, nghe nó sáng hơn, sạch hơn đấy, thì vặn cho em phím chép phím cuối cùng này. Còn nếu như mà loa của anh em lại thiếu đi giải bát thì chúng ta sẽ vặn cho em giải bát phím đầu tiên ở đây để tăng âm thanh của giải bát lên đấy. Và có thêm các cái nút tính năng nhỏ để tối ưu hóa âm thanh của lâng tiếng, đó là giải chuyển đổi tần số 50 sang 100 Hz. Hai bên thì đều có cả công dụng giống nhau thôi, càng về giải tần lớn âm thanh tiếng bát đánh ra càng sâu, càng lực, càng khỏe các bác nhé. Đấy, nhấn vào nút chuyển đổi tần số 50-100 Hz để chúng ta chuyển tần số cho em. Đấy, và nhớ cho em là cứ giải tần to thì âm thanh tiếng bass đánh sâu và chắc tiếng hơn. Và một cái nút rất là quan trọng nữa đó là inner bass. Cái nút này thì xuất hiện trên hầu hết tất cả dòng sản phẩm lâng tiếng rồi. Khi mà inner bass hiện đỏ tức là chúng ta đang kích hoạt âm thanh con lâng tiếng, như vậy các giải bass chép nó sẽ được đẩy lên cao hơn, nghe tiếng nhạc ra sẽ cảm giác được cái sự sôi động và âm thanh chuyên nghiệp. Còn khi mà chúng ta nhả inner bass thì nhạc nó sẽ quay trở về trạng thái hoạt động ban đầu, các giải âm thanh nó cũng sẽ giảm đi. Và đây là cái chế độ nhạc thường, khi chúng ta nhả bypass ra thì các bác sẽ nghe được âm thanh nhạc thường, còn khi chúng ta nhấn vào bypass thì chúng ta sẽ nghe được âm thanh của lâng tiếng. Đấy là cái nút tính năng để mình phân biệt âm thanh qua lâng tiếng và không qua lâng tiếng nó có sự khác biệt như thế nào. Và ngoài ra thì với lâng tiếng DAC6S chúng ta có thể kết nối được rất nhiều các thiết bị âm thanh phía sau đây. Đấy, các đường cổng kết nối bao gồm cổng out, cổng in, có đường ca lông, có cả đường cổng AV nữa. Và đồng thời kết nối được rất nhiều các chế độ tín hiệu hiện đại, cổng quang, bluetooth, đường aux trắng đỏ để kết nối nhạc, cung cấp nhạc. Và chế độ cắt sút nó nằm ngay mặt trước đây, thiết kế nền nét rất đẹp. Ok, về phần chất âm bây giờ thì mời các bác lắp tai nghe và thử trải nghiệm chất âm xem là khi chúng ta ghép lâng tiếng vào bộ dàn máy âm thanh gia đình, xem cái chất âm nó cải thiện và cái chất âm nó đem lại cho anh em cái phòng hát gia đình như thế nào. Mời các bác lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh cùng em nhé. We'll be right back.
tiếng Demotic DSC6S để các bác nghe thử âm thanh, các bác sẽ cảm nhận được ngay cái âm thanh rất là chất lượng đến từ một sản phẩm lồng tiếng này. Nó đẩy âm thanh bass chép lên cao hơn, nghe tiếng bass rất là chắc tai, các bạn nghe thử xem các bác sẽ thấy ngay cái độ đầm của tiếng bass, âm thanh nó sâu hơn, nó làm cho cái chế độ sôi động nó đẩy lên cao hơn khi ta nghe thêm âm thanh giải bass, giải lời là chi tiết này. Đấy, chuẩn âm thanh sắc nét không vỡ tiếng, không ù rú đây. Đấy, dạng chép sáng thì chế độ nhạc nghe giải lên cánh tính cách nghe rất là sôi động, và đó chính là công dụng đặc biệt của dòng lưng tiếng cao cấp đứng top 1 tại trường âm thanh Demotic DSC6S. Và em rất là hy vọng các bác xem video của em và đang cần mua lưng tiếng để cải thiện giảm máy âm thanh gia đình chất lượng, các bác anh em có thể lựa chọn ngay để sản phẩm lưng tiếng Demotic DSC6S. Giá cho em đang có chương trình khuyến mại ưu đãi rất đặc biệt của các bác. Các có nhu cầu mua hàng thì hãy trực tiếp ngay bên em Tùng Audio tại số điện thoại 0979629336 để sở hữu ngay cho mình một sản phẩm lưng tiếng cao cấp chất lượng hàng chính hãng của nhà DB nhé. Xin chào các bác.